Bùi Văn Quý hỏi là: Bạch sư cho con hỏi, theo Phật giáo Nguyên Thủy thì khi một người đã xuất gia thì tu bao lâu có thể bắt đầu sống hạnh đầu đà được? Cho con hỏi việc đó phụ thuộc vào khả năng tu hành của chính bản thân mình hay là phụ thuộc vào quy định của giáo hội Phật giáo Việt Nam? Mong sư giải đáp dùm con. Thì theo luật á, là một vị tỷ kheo trong 5 năm đầu thì không được xa rời thầy tế độ. Cho nên là trong 5 năm đầu á, là thầy ở đâu thì vị đó ở đó. Nếu như mà vị đó muốn thực hành hạnh đầu đà đó thì kiếm cái vị thầy mà thực hành hạnh đầu đà. Còn nếu không á, thì vị đó phải chờ 5 năm để học kinh và luật đó. Rồi sau đó thì mới từ giả thầy của mình mà đi. Và điều kiện để cho vị đó thực hành hạnh đầu đà đó là như thế. Thứ nhất là vị đó phải rành rẽ về luật và kinh, đặc biệt là về luật. Cái thứ hai á, là vị đó có sức khỏe tốt. Cái thứ ba là vị đó giới hạnh, giới luật á, phải trong sạch. Cái thứ tư á, là vị đó không mắc cái lỗi là khen mình chê người. Thì rồi thứ năm á, là vị đó không có biến nhát. Thì bằng năm pháp này thì một vị có thể thực hành hạnh đầu đà. Và cái hạnh này thì đương nhiên là không phải là do giáo hội Việt Nam quy định.